Xin chào anh em. Hôm nay kplus.vn lại tiếp tục giới thiệu và review một cái dòng sản phẩm Android cực kỳ hot. Đấy, mà kplus sắp sửa sắp ra mắt. Thì xin phép anh em được giới thiệu về cái launcher sản phẩm phía trước. Đấy. Anh em thấy cái giao diện trực quan không? Cái cấu hình của sản phẩm mới ra hiện tại bên kplus là cấu hình RAM 3/32. Đấy, chip UC7862 cực kỳ nhạy. Anh em thử thao tác nhé, cùng thao tác cực kỳ nhạy này, cực kỳ nhạy anh em nhé. Thứ nhất là mình giới thiệu qua cái điều quan trọng, nó là những cái phần cấu hình phía trong, ví dụ như là cái phần chỉnh âm thanh. Đấy, chỉnh âm thanh của equalizer của trong sản phẩm này cực kỳ nhạy anh em nhé, cho chất lượng cái âm thanh mà có thể là tốt hơn cái đầu zin của kéo xe. Đấy, một số dòng xe thì về cái giao diện trực quan nên khi mà anh em lắp lên ấy thì thường phản hồi với cái kplus là cái chất lượng âm thanh nó bị kém so với đầu zin, nhưng mà khi mình lắp đặt và trải nghiệm cái dòng sản phẩm này thì mình thấy là cái chất lượng âm thanh cải thiện rất là nhiều. Đấy, phía trong này. Đấy, cực kỳ tuyệt vời ạ. Và cái điều quan trọng nhất mà kplus muốn nhấn mạnh cái sản phẩm này đó là cái giao diện launcher cực kỳ trực quan và đẹp mắt. Đây là cái giao diện launcher này. Ở phía ngoài này anh em có thể setup này. Đây anh em nhìn trải nghiệm này, anh em có thể driving thay đổi này, thay đổi cái trực quan này. Đây, thay đổi sang một cái giao diện, đây là hình ảnh này, DVD này, chuyển sang cái camera hành trình này, chuyển sang map này. Đấy, chuyển sang map. Đấy, driving setting, khi mà anh em đi thì sẽ hiển thị tốc độ trên này này, cực kỳ trực quan này. Ở cái phần này thì anh em có thể setup thêm cái ứng dụng mà anh em thường xuyên sử dụng. Đây, có thể tích hợp thêm này, cũng như là cập nhật thêm, ví dụ như là camera hành trình này, hay điện thoại, hay là tất cả những cái thứ anh em thường sử dụng, ngay cả là cảm biến số lốp. Đấy, nó sẽ hiển thị ra đây. Đấy, đây là những cái tác vụ mà anh em thường xuyên sử dụng. Đấy, vô cùng là trực quan, cực kỳ nhạy này, cho chất lượng âm thanh này. Ở đại công nghệ năm 2021 đã có rất nhiều sự thay đổi, và rất nhiều cái nhà sản xuất màn hình Android đã cho ra mắt với những cái dòng sản phẩm cực kỳ thông minh và hiện đại. Đấy, đây, các bác có thể trực quan này, thay đổi cái giao diện phía trong này. Đấy, mở rất là nhiều nhạc này. Cái điều mà rất là vui và phúc kplus là muốn giới thiệu được sản phẩm này với cái giao diện và launcher cực kỳ đẹp mắt như này, nhưng mà với cái mức giá cực kỳ ưu đãi, phải nói là ở mấy cái phân khúc tầm giá như này mà có một chất lượng màn hình như này thì các bạn không có một sản phẩm nào mà trong cái phân khúc tầm giá như thế vậy mà có thể đạt được với cái sản phẩm như này anh em nhé. Đấy, phía trong này, map này, gắn được hết toàn bộ sang bên ngoài này, và có để được sử dụng này. Em chuyển này, chuyển sang chế độ này, nghe nhạc trực tiếp vào màn hình này. Đấy, cái điều mà không phải màn hình nào cũng thể làm được. Cái nữa là về cái hình ảnh ăn chơi, có thể anh em có thể tùy chỉnh cực kỳ một cách rất là đơn giản. Đấy, anh em chuyển sang chế độ màn hình to này, trở về này, lên map này, sẽ chuyển xuống dưới này. Đấy, rồi em giữ này một cái này, chuyển về ra được này, và cái phần cài đặt này rất là trực quan, là phần cài đặt này, ngay cả cái vấn đề về wifi, cái wifi cực kỳ nhanh tiện dụng. Đây, có cái đầu diện phía trong của các phần cài đặt này. Đây, phần bản đồ này thì anh em có thể tùy chỉnh sang cái bản đồ này. Đấy, thì đây, factory này, user người dùng này. Cái dòng sản phẩm này là một cái giao diện icon rất là trực quan cho người dùng khi các bác thao tác trên màn hình. Đấy, gần như là đã làm chủ được hoàn toàn công nghệ trên xe.
Đấy, đây là chiếc lăn trơ này, các bác giữ tay này, thay đổi lăn trơ này. Đấy, map này, chuyển sang với the map này. Đấy, khi các bác đi đường ấy mà các bác vừa muốn nghe nhạc và vừa muốn hiển thị giao diện mà cái dẫn đường nó rất là trực quan, các bác thấy không ạ? Đấy, các bác phải tùy chỉnh nhá. Driving này, chuyển sang chế độ lái xe này, chuyển sang chế độ lái xe này, chuyển sang chế độ camera hành trình này. Đây, camera hành trình này. Hiện tại em chưa cắm camera hành trình các bác nhá. Đầu DVD này, camera hành trình này. Đấy, các bác vừa ấn quay, chụp ảnh nếu thật sự như là có những cái hình ảnh các bác muốn chụp lại, hoặc là quay video, hay là khóa video hiển thị phía nhỏ trên màn hình khi các bác lái xe, cực kỳ là tiện ích và thông minh. Đấy, với cái dòng sản phẩm này thì Carplus sẽ giữ cái bí mật về mức giá, nhưng mà có thể tiết lộ là anh em là với một sản phẩm như này thôi chỉ có giá là trên 7 triệu. Đấy, cấu hình 332 và khẳng định là trên thị trường duy nhất là chưa có một thiết bị và sản phẩm nào có thể đạt được cái tầm giá với mức giá tốt và có nhiều tính năng như này. Đấy, các bác có thể là comment hoặc là subscribe cái kênh này của bên em thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cái sản phẩm này. Bên em là cái sản phẩm mới về nên là giá cực kỳ ưu đãi và sẽ ưu đãi cho các bác khoảng 20 sản phẩm đầu tiên khi ra mắt. Đấy, các bác có cái phản hồi gì về dòng sản phẩm này mới này của Carplus thì các bác cứ comment nhé, bên em sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc cho các bác. Đấy, sản phẩm thì bên em sẽ có tặng kèm cho các bác thêm camera hành trình. Đấy, hoặc cam lùi. Đấy, để các bác có thể trải nghiệm và sử dụng điều khiển giọng nói này. Đấy, gắn sang cái đường này, kỳ thông minh này. Đấy, có cả cái dẫn đường cài đặt sẵn cho các bác này. Đấy, có này, ứng dụng là Kimi này, dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Dẫn đường tới sân vận động Mỹ Đình. Đi về hướng tây nam lên ngõ 6 phố Nguyễn Văn Lộc về phía Nguyễn Văn Lộc, sau đó rẽ phải vào Nguyễn Văn Lộc. Sản phẩm thì có cài đặt cả sẵn Việt Map này, anh em có trải nghiệm này. Đây, Việt Map đây, Việt Map M1 chính hãng đây. Sản phẩm đã có sẵn M1 chính hãng anh em nhé. Các bác nào mà đi những cung đường mới mà chưa biết về cái biển bảng và tốc độ giới hạn thì các bác có thể sử dụng cái dẫn đường của Vietmap, sẽ cho cái trải nghiệm hỗ trợ lái xe cho các bác cực kỳ tốt. Đấy, các bác khi mà sử dụng xong thì có thể là thoát đi để các bác thoát lộ trình di chuyển của xe. Đấy, thì trong giao diện này GPS version. Đấy, cảm ơn các bác nhé. Các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ và comment phía dưới, bên em sẽ giải đáp thắc mắc nhé. Chào các bác.